chào quý vị đang đến với chương trình Cho Phép Được Yêu. Chương trình của chúng tôi liên tục được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sam Heavy hỗ trợ địa chỉ phim Soan và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sam Nhung Bổ Thận Thu Ung Ba trị chứng thận hư thận yếu. Xin mời quý vị hãy chào đón nhân vật chính của chúng ta, một cô gái rất trẻ. Xin mời Kim Ngân. Xin chào Kim Ngân. Dạ chào anh. Đối với chương trình này, bạn hoàn toàn tin tưởng vào gia đình của mình chứ? Dạ, 100%. Vậy trước đây tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, bạn đều phụ thuộc vào ý kiến của gia đình hay tự mình quyết định? Dạ, chỉ có 10 đến 20 thôi, còn quan trọng là em để mẹ quyết định hết. Thì trước giờ bạn đã từng trải qua cái chuyện tình yêu chưa? Dạ rồi. Rồi có hỏi mẹ ơi anh này anh hợp với con không? Không có, em quen, em giấu. Ủa vậy hả? Tại sao lúc đó giấu vậy? Dạ tại vì lúc đó là em đang học 12. Em chuẩn bị thi đại học thì em mới quen anh này. À. Rồi mẹ thì không cho quen. Tại sao? Không cho quen? Giống như là mẹ muốn em lo học á, xong rồi mấy cô hàng xóm đưa đường dẫn lối cho mẹ em đến với cuộc tình của hai em và hai em mỗi người đi mỗi nơi. Ít có nhiều chuyện đó. Mách bảo năm nay bạn đã 20 rồi, tuổi 20 rất đẹp và bạn tin chắc chắn là mẹ đã chấp thuận cho bạn bắt đầu biết yêu rồi đúng không nè? Tại vì bây giờ em chuẩn bị lên năm 2 rồi, em có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Nhưng mà có lúc nào hơi tiếc tiếc về mối tình cũ ngày xưa không? Có chứ anh, em vì mối tình cũ nên một năm nay em không quen ai đó. Ồ vậy luôn á hả? Nhiều lúc mình nghĩ là mình còn thương người yêu cũ nên mình không có dám đến với người mới, mình sợ là mình sẽ làm tổn thương người ta. Nhưng mà em thấy là em một mình, em mệt mỏi rồi, nhiều lúc không có ai để mà dựa. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu những câu chuyện mới hơn. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón gia đình của Kim Ngân. Xin mời Kim Ngân hãy giới thiệu các thành viên trong gia đình của mình ạ. Em xin được giới thiệu, đây là mẹ em tên là Hồng Đào. Còn đây là chị gái em tên là Thùy Dương. Bạn đây là người bạn chí cốt của em, tên là Minh Tiến ạ. Ghê thiệt, chí cốt luôn á, là khắc cốt ghi tâm luôn á. Đúng rồi, mọi gì, cái gì của em nó cũng biết hết. Cái gì của em nó cũng biết hết. Biết luôn bí mật của bản thân mình, lại là một người bạn khác giới nữa. Bạn Tiến khá là thú vị, hỏi bạn Tiến trước luôn. Tại sao tụi mình là nam với nữ, bạn trai bạn gái, lại là một người bạn thân tri kỷ mà không phải là người yêu? Có vẻ như là khi mà tụi em cùng về một cái quan điểm nào đó hay là về cái suy nghĩ của mình nó hợp nhau anh, thì mình nói chuyện nhiều và từ đó thì mình làm bạn được với nhau. Nhưng mà có vẻ như là về cái tình yêu thì nó lại là một cái mặt khác. Vậy trước giờ có tư vấn tình yêu cho bạn thân của mình là Kim Ngân không? Dạ cũng có anh. Quay trở lại với mẹ của Ngân, đó chính là cô Đào. Chào cô ạ. Ngoài cái lý do học hành đi, còn lý do nào khác mà cô không muốn cho đôi trẻ hồi trước á đến với nhau? Nói chung là người con trai đó tác phong cũng không có được tốt cho lắm. Tác phong không tốt? Nói chung là xăm mình thì cô không thích. Dạ. Với lại tóc tai nhuộm thì cô không thích. Dạ. Chứ còn bản tính thì nói chung cũng được. Vậy là lỡ như ứng cử viên nào ngày hôm nay nhuộm tóc hay là xăm hình nghệ thuật, cô cho loại ngay từ đầu luôn không? Đúng rồi, cô không chịu luôn không? Ồ, thấy phụ huynh chưa, cứng nhắc. Còn với chị Dương, chị Dương có ý nghĩ giống như mẹ hay là thoáng hơn? Cũng tùy ở em chọn nữa chứ anh. Với lại một phần nữa là có thể tác phong người ta như vậy nhưng người ta rất là tốt, mình suy nghĩ thoáng hơn một chút rồi. À thoáng hơn tại vì Dương trẻ hơn mà, đúng không nào? Như vậy với ba thành viên, cô sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng chứ ạ? Con gái thứ hai của cô. Như vậy là theo ý kiến của mẹ, mẹ sẽ chọn Dương là chị gái của Ngân đưa ra quyết định cuối cùng. Và bây giờ xin mời quý vị đến với không gian tiếp theo của Cho Phép Được Yêu. Gia đình của Kim Ngân đã sẵn sàng ở vị trí của mình để có thể giao lưu qua tấm màn bí mật này với ba ứng cử viên. Và bây giờ xin mời chàng trai đầu tiên, Khanh Tân. Chào Tân. Chào anh ạ. À, một giọng nói rất là khẳng khái. Khanh Tân ơi, nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì ạ? Dạ, hiện tại nghề nghiệp của em là một DJ ạ. Ồ, DJ chơi nhạc. Vậy hai anh em mình có khi nhiều điểm chung hơn là Kim Ngân luôn. Bạn theo DJ được bao lâu rồi? Dạ, em theo nghề DJ được hơn 3 năm rồi. Rồi, bây giờ mình đã đi làm chưa? Dạ, bây giờ hiện tại em đang đi làm ạ. Những tụ điểm bạn hay đi là ở đâu? Ở Tây Ninh và em chạy show ở các tỉnh. Đi lại khá nhiều như vậy thì ai ở nhà chăm sóc cho ba mẹ? Thường thì ba mẹ tự chăm sóc. Có thời gian rảnh thì em chạy về thôi. Còn nghề nghiệp của ba mẹ? Ba là một nhạc công, còn mẹ làm nấu ăn. Dường như là bạn cũng hưởng được một chút xíu gì đó máu nghệ thuật của ba nữa. Dạ. Bên cạnh đó thì làm nghề DJ cũng là một trong những nghệ sĩ mà cuốn hút nhiều cô gái lắm nha. Dạ. Vậy thì bạn có mối tình cảm nào với ai đó chưa? Về tình cảm lâu thì mới đây thôi ạ. Là tình đầu hay sao ạ? Không ạ,
mối tình thứ ba. Trời ơi, quen nhiều người ghê. À, thứ ba mới là đậm sâu, còn hai mối tình trước là mối tình thanh thiếu niên thôi hả? Dạ, đúng rồi. Còn mối tình đậm sâu nhất thì điều gì ấn tượng với bạn nhất? Cô ấy biết chăm sóc mình, cô ấy biết lo lắng cho mình. Trời ơi, biết chăm sóc vậy mà sao không ráng cố gắng bền vững hơn hen? Do cô ấy thôi. À, tại cô ấy hả? Vâng. Lý do cụ thể là gì ạ? À? Cô ấy có người khác, cô ấy có người khác. Bạn có thể tìm hiểu tại sao không? Là tại vì cổ đứng núi này trong núi nọ, hay là cổ cảm thấy không an toàn với một nghệ sĩ như mình? Hình như là cậu cảm thấy không an toàn với một nghệ sĩ như mình. Tại vì em có rất là ít thời gian ở gần cổ chăm sóc, tại vì mình phải đi suốt vậy á. Ờ, cuối cùng người khác lại thay bạn chăm sóc cô ấy. Nhưng mà ngược lại thì ba của bạn cũng là một nghệ sĩ, một nhạc công, bây giờ vẫn còn đang hạnh phúc với mẹ bạn đó. Bạn có nghe ba mẹ tâm sự ngày xưa cũng bị cấm cản hay là bị vấn đề gì không? Dạ, hỏi thì ba mẹ không nói. Ba mẹ cứ nói là nói ra làm chi mà mắc cỡ lắm. Ồ vậy hả? Vâng. Và bây giờ sẽ là một trong những trải nghiệm cũng rất là thú vị khi bạn sẽ nói chuyện với gia đình của Kim Ngân. Xin mời gia đình mình ạ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 20 ạ. Năm nay con 20. Con đi làm gì rồi ạ? Bao lâu con mới về nhà? Dạ, cái đó là tùy theo show người ta gọi mình nhiều hay ít thôi ạ. Nếu mà xong show con tranh thủ con về liền ạ. Vậy thu nhập của con mỗi tháng được bao nhiêu? Thu nhập của con mỗi tháng nếu mà số ít thì khoảng 5 triệu thôi. Còn mà số nhiều thì khác. Ở trong người con có xăm mình không? Dạ không ạ, con không thích xăm hình ạ. Vậy con có hút thuốc hay là nhậu gì không? Dạ không ạ. Thì tóc con có nhuộm không? Dạ không luôn ạ. Thôi phước mai phước, trời ơi, có một cái là cho dội nước luôn. Chào Tân. Dạ dạ, chào chị. Chị muốn hỏi em là mẫu người con gái của em thích là như thế nào? Chỉ cần hiền lành, một chút xíu dễ thương là được ạ. Em dư luôn. Với lại em không thích cái kiểu giống như là ghen không đúng á. Em không hề ghen luôn á. À, ghen mù quáng, không có cơ sở đúng không? Dạ dạ đúng ạ. DJ á thì là thường rất là uống rượu rất là mạnh. Nhưng mà hồi nãy em có nói với mẹ chị á là em không có biết uống rượu á, thì nó có ảnh hưởng tới công việc của em không? Dạ không ạ, không ảnh hưởng ạ. Cái đó là do mỗi người suy nghĩ khác nhau thôi. Ngân của chị á thì thường rất là thích bạn trai của mình á ở gần với Ngân á. Thì nếu như mà em đã chọn Ngân là bạn gái của mình thì Ngân muốn bạn trai của mình á bỏ nghề thì em có muốn bỏ hay không? Ờ, đổi nghề khác đi, không phải DJ nữa. Cái đó là em phải xem biểu hiện của Ngân lại là có yêu thương em hết mình hay không đã. Nếu mà đặt trường hợp như em bỏ nghề rồi mà Ngân vẫn không yêu thương mình hết mình á thì nó mang lại cho em nhiều thất vọng lắm. Tại vì em đang rất là yêu nghề ạ. Nhưng mà nếu mà bạn nghĩ xem bạn đổi nghề, bạn sẽ đổi nghề gì? Thì mình kiếm một cái gì đó của văn phòng mình làm thôi, có nhiều thời gian dành cho Ngân hơn. Em không thích trai văn phòng anh ơi. Tân cho mọi người biết thêm là tại sao Tân lại chia tay trong ba mối tình đó nó lại nhanh chóng như vậy, trong khi cái độ tuổi của mình chỉ mới là 20 thôi á Tân. Em không hiểu tại sao em yêu người nào đó mà người ta cứ có người khác thôi. Ồ. Cái kiểu giống như là họ thấy mình đi làm nhiều quá, rồi không chăm sóc, không lo lắng về tài chính nhiều á, họ cũng chia tay em. Vậy ba mối tình vừa rồi của em á, thì em cho rằng ba người con gái đó có lỗi với em hay là em có lỗi với họ? Lỗi của ba bạn đó nhiều hơn. Còn lỗi một phần do em là chỉ có không đủ thời gian dành cho ba bạn đó thôi. Ý lẽ quá. Và đó chính là những câu hỏi để khai thác thông tin về Khanh Tân. Cảm ơn bạn rất nhiều, hẹn gặp lại bạn. Dạ. Gia đình mình thấy sao với anh chàng Thanh Tân cùng độ tuổi với Kim Ngân luôn ạ? Nói chung là cô chỉ chấm được có 5 thôi. Điểm trung bình á, tại sao ạ? Cái thứ nhất á là không có thời gian nhiều ở nhà. Với lại lương thì cũng thấp, không có cao. Gọi là không có thể trang trải trong gia đình nữa. Dạ. Em Tân còn rất là trẻ thì có những suy nghĩ rất là chưa có trưởng thành. Với lại một phần nữa là công việc của em á thì khó có thể có thời gian có thể vun đắp được tình cảm của mình. Em cho Tân khoảng 7 điểm. Tại vì về cái nghề nghiệp của Tân hiện tại thì nó khá là phù hợp với lại cái công việc của Ngân, tức là nó cũng gần với nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì về cái lúc mà Tân chia sẻ về những cái mối tình của mình thì Tân lại cho rằng các bạn nữ sai nhiều hơn. Thì em không đồng ý với cái quan điểm đó. Tại vì em thấy là trong tình cảm khi mà có cái sự đổ vỡ xảy ra thì lỗi là do cả hai. Mà mình là đàn ông nữa thì mình lại không phải đông đo đông đếm là bạn nữ lại sai thiệt hơn. Bởi vì con gái và phụ nữ bản chất họ nên được yêu thương nhiều hơn. Và bây giờ xin mời quý vị và gia đình của Kim Ngân gặp gỡ chàng trai thứ hai, Mai Tuấn Đạt, xin mời. Xin chào Đạt. Đạt ơi, giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Họ tên của em là Mai Tuấn Đạt, năm nay em 21, em cao 1m8,
Dạ, cân nặng của em là 72kg à. Trời ơi, 1m8, 72kg, cân cố quá chừng luôn. Nữ nhà mình cao mét mấy vậy hả cô hả? 1m6 hả? 1m6, trời hơn cái đầu luôn đó. Bạn có chơi thể thao không? Dạ, môn thể thao yêu thích của em là đá banh và tập gym ạ. Đó, hợp lý rồi hen. Công việc hiện tại của bạn là gì ạ? Dạ, hiện tại em đang làm người mẫu và MBA cho một hãng spa và kinh doanh online ạ. Chắc chắn là bạn với vẻ ngoài này thu hút rất nhiều khách hàng nữ đúng không? Dạ, đa số là khách hàng nữ và cũng có nam nữa anh. Dạ. Cái độ tuổi của các khách hàng nữ là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Dạ, từ 18 cho tới 30. Đạt ơi, như vậy thì có khách hàng nữ nào đặt mối quan hệ tình cảm với bạn chưa? Dạ, đôi lúc thì cũng có. Nhưng mà đối với em thì em có một cái khoảng cách với khách hàng à. Bạn không thích có mối quan hệ tình cảm với khách hàng? Đôi lúc thì mình cũng phải là nói chuyện với khách hàng thật là dễ chịu, ngọt ngào. Nhưng mà mình phải có riêng cái khoảng cách với họ, mình không có thể nào mà tiến sâu hơn với họ được. Mà cũng ngộ ha, tại sao bạn lại chọn spa? Dạ, vì bây giờ cuộc sống của mình thì ai ai cũng đều muốn làm đẹp, cho nên em chọn ngành spa. Hồi trước bạn học ngành học nào? Dạ, ngày xưa thì em vừa tốt nghiệp 12 xong là em nghỉ à. Ủa vậy hả, là bạn tự quyết định mình sẽ đi kiếm tiền sớm hơn so với những bạn khác? Dạ đúng rồi anh. Bạn có nhận được sự ủng hộ của gia đình không ạ? Gia đình của em thì luôn luôn ủng hộ theo ý kiến của em, vì gia đình em nguồn gốc là kinh doanh. Quê của bạn ở đâu Đạt ha? Dạ em là người Sài Gòn. Ủa, người Sài Gòn luôn? Wow, nhà bạn ở quận mấy? Dạ nhà em ở quận 8. Gần nhà em. Ba mẹ vẫn đang ở nhà ở quận 8 đúng không ạ? Ba mẹ ở chung với anh chị, rồi có em nữa. Anh chị của bạn cũng quyết định lập nghiệp sớm giống như bạn không? Anh chị của em là lập nghiệp từ năm 14-15 tuổi, sớm hơn em. Sớm hơn em luôn? Dạ. Nhưng tại sao bạn quyết định lập nghiệp sớm? Dạ, tại vì đôi lúc em đọc báo trên mạng anh, nhiều lúc học xong 4 năm đại học cũng đi làm rồi xong đó rồi nản rồi thất nghiệp, cho nên em không muốn đi học đại học, em muốn ra tự kiếm tiền. Và dường như bạn đang gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc của mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Còn chuyện tình yêu của mình hồi trước có được thuận lợi không? Dạ tình yêu lúc trước em thì cũng thuận lợi đôi lúc. À đôi lúc thôi. Dạ. Dạ mấy chuyện tình rồi ạ? Dạ em trải qua cũng 4 chuyện tình. 4 chuyện tình rồi, 21 tuổi 4 chuyện tình. Mối tình nào đậm sâu nhất với bạn ạ? Dạ mối tình đậm sâu nhất là mối tình thứ tư. Lâu chưa bạn ha? Dạ cách đây 1 năm rồi anh. Tại sao theo bạn đó là mối tình đậm sâu nhất? Tại vì khi mình quen người đó mình cảm thấy là mình sống đúng với một người là có tình cảm, mình hy sinh cho họ. Mà tại sao mình không có tiến quá xa hơn nữa? Dạ tại vì em cũng bước vô ngành làm đẹp và người mẫu mới đây cũng cách 1 năm, và người ấy không có đồng tình với cái ý kiến của em, cho nên càng ngày càng cách xa. Bạn vừa mới nói là mình sẵn sàng hy sinh. Dạ đúng. Tại sao bạn không hy sinh là chọn một ngày khác? Nhưng mà cái này là gọi là đam mê của em anh. Nên bạn quyết định cái sự hy sinh này sẽ là tình yêu, và tình yêu phải kết thúc. Dạ đúng rồi anh. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi đến từ gia đình của Kim Ngân. Thường là con gái người ta thích những cái mẫu người mẫu vậy đó. Chắc con cũng có nhiều quan hệ với phụ nữ lắm đúng không con? Dạ, con thì làm trong cái ngành làm đẹp và ngành người mẫu này thì con cũng có nhiều mối quan hệ là bạn gái. Nhưng mà đối với con thì mình làm việc mình sẽ luôn có cái khoảng cách đối với những cái người đó. Nếu mà con có bạn gái thì con sẽ luôn là bảo vệ và không để là một ai đó có thể là làm tổn thương bạn gái của con. Cái quan trọng nhất của người đàn ông trong gia đình là gì con? Dạ, cô là chăm sóc cho người vợ của mình. Chăm sóc người vợ thôi à, chứ còn gia đình thì không. Con cái rồi ba mẹ hai bên nữa. Tất nhiên là điều đó là mình phải có cái trách nhiệm, đó là khi mình lớn lên, mình thành công tới bây giờ thì mình phải nhớ tới gia đình và mình luôn là chăm sóc cho gia đình của mình. Chào Đạt. Dạ em chào chị. Cái cô bạn gái của em như thế nào? Theo em á, bạn gái mình cũng bình thường cũng được, không có cần đẹp như là người mẫu. Nếu mà đẹp như người mẫu là mình sẽ không giờ mình giữ được bạn gái của mình. Em làm trong ngành về sắc đẹp á. Dạ. Thì nếu như mà em thích một người bình thường như vậy á, em nhìn những người khách hàng của mình thì em có cái so sánh không? Mỗi con người á thì họ luôn có gọi là một cái điểm riêng của họ, và không có thể nào mà những người kia so sánh được với người bạn gái của mình. Vậy thì cho chị biết thêm là tính tình mà em thích ở bạn gái của em là như thế nào? Dạ, tính tình em thích ở bạn gái em thì hiền, dạ biết cha biết mẹ. Biết trời biết dưới. Có vẻ như em không có tự tin với bản thân mình hay sao, mà cái mẫu người bạn gái của em không được có rõ ràng và cũng không có một cái tiêu chuẩn nào đó, mà chỉ là ở mức độ bình thường thôi. Thì em cũng là một người dễ tính, cho nên em lựa chọn mẫu bạn gái của em cũng là người là bình thường thôi. Họ cũng không cần gọi gì quá nổi bật. Nếu mà họ quá nổi bật thì em...
sao ạ? Bạn không đủ tự tin để bảo vệ hay giữ gìn tình yêu đó hay sao? Hay sợ đánh mất? Dạ, một phần cũng là sợ đánh mất. Trước đây có bao giờ bạn để mất người yêu như vậy chưa? Dạ, trước đây thì em cũng bị một trường hợp như vậy, cho nên em cũng muốn bạn gái em là không có gọi là quá tơ bực. Bạn bị ám ảnh bởi chuyện cũ đúng không? Dạ, đúng bạn rồi. Kể câu chuyện đó cho chúng tôi nghe với. Dạ, thì đó chính là mối tình thứ ba. Bạn gái em gọi là rất đẹp đúng không? Rất đẹp, dạ đúng rồi. Sau một thời gian bên cạnh nhau thì nhiều người cũng nói là em không hợp với bạn gái của em. Rồi lúc đó bạn gái em từ từ cũng không có còn được như trước, cho nên tình cảm cũng phai mờ lắm anh. Một người đẹp như vậy thì chắc chắn là rất nhiều vệ tinh ở xung quanh để tấn công đúng không? Dạ đúng rồi anh. Những vệ tinh ở xung quanh bạn gái của em thì nhiều người cũng rất là đẹp hơn em, cho nên làm cho em có một cảm giác là rất là bất ổn. Rồi cái tính tình của cổ sao nè? Cổ đẹp ở ngoài vậy đó, giờ ở trong cổ hiền hay cổ không có hiền? Tất nhiên là cổ đẹp thì cổ không có bao giờ hiền được anh. Cổ đẹp thì cổ không có bao giờ hiền được anh. Đẹp là không bao giờ hiền, có nghĩa là cô ấy ăn hiếp bạn, bắt nạt bạn? Dạ đúng, tại em xấu hơn cho nên bắt nạt ăn hiếp em. Nói chung là những cái chuyện mà bình thường cô ấy cũng làm cho lớn lên, rồi làm cho em là mấy cảm giác rất là buồn anh. Em không có tiếng nói với bạn gái của em. À vậy hả? Dạ. Cho tôi một ví dụ cụ thể nè. Khi mà mua một món đồ nào đó hay là muốn đến một nơi nào đó, em mà có ý kiến là bạn gái em sẽ nạt em. À, dập tắt ngay liền. Dạ đúng rồi anh. Chết rồi. Bạn gái em muốn gì là phải được đó. Một chuyện mình có thể chiều được, nhưng mà nhiều chuyện quá xong mình không thể nào mà mình chiều được anh. Cho em hỏi là anh thuộc tiếp người là hướng nội hay là hướng ngoại ạ? Dạ em thuộc kiểu người là hướng ngoại anh. Anh có những cái dự định gì trong tương lai không ạ? Em luôn có một cái dự định là em luôn phải phấn đấu để cho mình thực thụ là một người đàn ông, để mình hiện tại bây giờ mình có một người bạn gái, mình sẽ chăm sóc được cho bạn gái của mình. Bằng cách nào? Dạ bằng cách em sẽ kinh doanh hơn và kiếm nhiều tiền hơn à. Kế hoạch của em là đang phấn đấu tới là một chủ spa anh. À, bạn tự mở spa luôn hả? Dạ, em tự mở spa. Mong là sẽ thành công. Cảm ơn Tuấn Đạt rất nhiều. Dạ. Hẹn gặp lại bạn. Nhà mình thấy anh Đạt này như thế nào ạ? Cô thấy Đạt nó cũng thiệt thà. Dạ. Nói chung là cũng hiền. Nhưng mà công việc là người mẫu thì cô sợ xung quanh nó có nhiều con gái quá đó. Rồi cô sợ nó sẽ bị sao động. Sao động, không có được chung thủy lắm. Em cũng thấy thì bạn này có một cái mục tiêu trong tương lai rất là tốt. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của bạn gái của bạn này vẫn chưa có. Thì em sợ là khó có thể đồng quan điểm với lại bé Ngân. Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Dương. Là tại vì lúc nãy thì anh nói anh là một người hướng ngoại. Tuy nhiên thì với cách mà để trả lời thì em lại thấy anh ấy sống tình cảm nhiều hơn. Thì em thấy là anh ấy nội tâm nhiều hơn. Và em đang thắc mắc là tại sao là anh ấy có nhiều cái lợi thế về cả ngoại hình, về cả công việc, thì tại sao anh ấy lại phải mặc cảm về cái điều gì đó. Thì thật là em đang rất là tò mò và muốn tìm hiểu thêm về anh chàng này. Và bây giờ xin mời quý vị gặp gỡ chàng trai tiếp theo, ứng cử viên cuối cùng, đó chính là Bảo Quốc. Xin mời. Xin chào Quốc. Dạ xin chào anh ạ. Quốc ơi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và công việc hiện tại của Quốc là gì ạ? Em năm nay 31 ạ. Trời ơi, bằng tuổi cô em rồi. Công việc hiện tại của em đang là đạo diễn ạ. Wow, đạo diễn, như vậy là bạn học trường sân khấu điện ảnh ra. Dạ đúng rồi ạ. Về tình trường thì là một đạo diễn, thì không biết là bạn đã từng yêu diễn viên nào chưa? Dạ rồi, em đã từng rồi. À, mấy người rồi? Ba. Còn người không phải là diễn viên không làm nghệ thuật thì mấy người rồi? Dạ hai. Đối với bạn trong năm mối tình đó thì mối tình nào khiến cho bạn khó quên nhất, ấn tượng nhất? Dạ chắc có lẽ là cái mối tình dài nhất của em ạ. Là người trong nghề? Dạ. Kéo dài bao lâu ạ? 5 năm hơn ạ. Hơn 5 năm luôn. Dạ, lúc đó em còn là sinh viên, diễn viên. Chắc là 18 tuổi đó hả? Dạ. 5 năm là tới 2 năm 23 tuổi luôn. Dạ, tới lúc em bắt đầu học đạo diễn ạ. Tại sao chia tay vậy ạ? Thực ra là nó có nhiều cái mâu thuẫn lắm ạ. Ví dụ như là trong cái định hướng cũng như là trong cái quyết định của mình thì hai bên có một cái sự không tương đồng, nó to lên dần dần theo thời gian. À, cho nên là dẫn đến cái việc là không ở bên cạnh nhau nữa. Ngày hôm nay sẽ là cơ hội mới của bạn, và bây giờ sẽ là câu hỏi đến từ gia đình của Kim Ngân. Hiện giờ con đang sinh sống ở đâu? Dạ con đang sống ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ ba con thì là người làm nhà nước về hưu. Dạ còn mẹ thì là buôn bán nhỏ. Cái mẫu người bạn gái của con là như thế nào? Hình mẫu mà con thích ấy, thì chắc sẽ là một cô gái cá tính một chút. Em đây. Hoặc là có một chút gọi là nổi loạn. Dạ đúng rồi ạ. Chị
Kim Ngân cũng hơi nổi nổi rồi nghe, sôi nổi dữ lắm à. Em là 31, còn bé Ngân thì mới có 20 thôi. Thì cái với độ tuổi mà cách xa như vậy á, thì em có thấy ngại khi công khai hay không? Em thì không ngại đâu, nhưng mà em sợ là thí dụ nếu em và Ngân mà có cơ hội đến với nhau thì chắc em sẽ là người ngại Ngân, tại vì em lớn tuổi hơn à. Bạn ngại về vấn đề gì? Dạ, thì em ngại là nhiều khi đi chơi cùng với bạn của Ngân thì có thể là bị nhận xét là lớn tuổi quá hay không, hay là hay chọc chọc là ông chú này nọ. Dạ. Với cái độ tuổi mà của Ngân á là rất là còn trẻ, nên là có đôi khi rất là bướng bỉnh và trẻ con, thì Quốc có thể chấp nhận được như vậy hay không? Không thành vấn đề ạ, tại vì cái công việc đầu tiên khi mà em học diễn viên á là em đã bắt đầu dạy thiếu nhi ạ, cho nên là em làm việc với thiếu nhi rất là dễ dàng. Ngân á thì nó có một cái ước mơ đó là diễn viên. Dạ. Có đôi lúc thì nó mặc đồ rất là sexy luôn á, thì với một vai trò là đạo diễn như Quốc á thì có cảm nhận như thế nào? Dạ thực ra thì cái đó em thấy cũng bình thường, không có vấn đề gì ạ. Em nghĩ style ăn mặc của mọi người là một cái cá nhân rồi. Và cái thứ hai nữa là em nghĩ mình đã tự tin mình mặc được cái đó thì em nghĩ nó là một cái đẹp của bạn ấy à. Nhưng mà khi yêu rồi á thì em có ghen tuông hay là bắt buộc bạn gái mình phải theo khuôn khổ hay không? Dạ không, cái đó thì không rồi, chắc chắn là không à. Nếu mà Ngân lỡ say nắng một cái người thứ ba nào đó thì anh có tha thứ không anh? Lúc đó là trong quá trình quen nhau hả hay là yêu sao? Nhau luôn. Dạ, hả? Đang yêu nhau luôn. Cũng anh bị cưới luôn hả? Nếu như mà cô ấy nói thẳng với em từ đầu thì em nghĩ là em sẽ tha thứ, cái đó thì chắc chắn. Có giúp đỡ cô ấy giải quyết mối quan hệ đó không? Cái động thái của em đầu tiên là sẽ âm thầm tìm hiểu xem cái người đó như thế nào mà cô ấy say nắng, rồi sau đó em sẽ cố gắng làm tốt mình hơn để cô ấy suy nghĩ. Nếu sau khi cô ấy suy nghĩ xong rồi cô ấy muốn rời đi thì em cũng sẽ sử dụng phương án 2, đó là làm mai. Hay vậy luôn hả bạn? Hay là cao thượng. Dạ. Còn nếu như bạn tự phát hiện ra điều đó thì bạn có tha thứ không? Thì chắc em sẽ rất là buồn. Không. Yes, no question. Có tha thứ hay không? Chắc là không ạ. Không tha thứ. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại Bảo Quốc nha. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Gia đình mình thấy như thế nào ạ? Người này thì cũng có tính quyết đoán, cũng nhìn là mạnh mẽ. Nói chung là giống cô cũng được 8 phần rồi đó. Hai là cô ưng rồi đó. Cô thì thích là phải một là một, hai là hai. Cái nào rõ ràng là cái đó. Vậy nếu lỡ như tính tình của cô rõ ràng, tính tình của Quốc rõ ràng, hai tính cách trùng hợp cũng vậy, cô nghĩ sống chung mái nhà hợp không? Hả? Hợp luôn. Đã lỡ rồi, ai cũng có chính kiến của riêng mình, ai cũng bảo vệ cái đúng của mình thì sao? Hợp không? Hợp. Hợp luôn. Vậy lỡ sau này nha, lỡ nha, khi hai bạn trẻ Kim Ngân với Bảo Quốc đến với nhau, hai người gây lộn, cô bên ai? Con hơi bên con Quốc rồi, con rẻ thôi chứ. Vậy luôn thôi. Trời ơi, chưa gì biết không cần biết đúng thay hả? Mình con rẻ chứ. Em cảm thấy anh Quốc khá là ok. Là một người đàn ông có một bờ vai rất là vững chãi để cho Ngân có thể dựa vào. Với em thì em thấy là anh Quốc có hơn bạn Đạt rồi một điểm nữa, đó là cái sự tự tin. Hơn nữa là với cái kinh nghiệm mà sống như thế thì em nghĩ là anh Quốc rất là đáng để mà mình tìm hiểu. Nhưng mà khoảng cách độ tuổi gần con giáp lận, sợ sau này anh Quốc già quá trời già, còn Ngân thì còn trẻ quá trời trẻ không? Cái đó là không thành vấn đề, tại vì á, người phụ nữ khi mà đã sinh con á thì nó sẽ mau già lắm, mau già lắm. Đó là ý kiến của từng thành viên. Còn với chính nhân vật nữ chính của chúng ta, đó chính là Kim Ngân, bạn đang cảm nhận ra sao ạ? Theo cảm nghĩ của em thì cái anh đầu tiên, anh nói chuyện còn trẻ con quá, em lại thích cho quen người lớn tuổi hơn em. Em không hiểu tại sao em yêu người nào đó mà người ta cứ có người khác thôi. Vậy em cho rằng ba người con gái đó có lỗi với em hay là em có lỗi với họ? Lỗi của ba bạn đó nhiều hơn. Còn cái anh thứ hai thì trong cái chuyện tình trường của ảnh, ảnh không có một cái chủ đích nhất định. Cái nói chuyện thì không có tin tưởng lắm. Cái cô bạn gái của em như thế nào? Theo em á, bạn gái mình bình thường cũng được, không có cần đẹp như là người mẫu. Có vẻ như em không có tự tin với bản thân mình hay sao, mà cái mẫu người bạn gái của em không được có rõ ràng, mà chỉ là ở mức độ bình thường thôi. Thì em cũng là một người dễ tính, cho nên em lựa chọn mẫu bạn gái của em cũng là người là bình thường thôi, không cần gọi gì quá nổi bật. Bạn canh thứ ba thì đấy rất là ok. Quốc ơi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và công việc hiện tại của Quốc là gì ạ? Em năm nay 31 ạ. Công việc hiện tại của em đang là đạo diễn ạ. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, ba con thì là người làm nhà nước về hưu. Dạ, còn mẹ thì là buôn bán nhỏ ạ. Em không biết gia đình mình sẽ chọn như thế nào. Em hồi hộp quá. Bây giờ sẽ là giây phút khá hồi hộp của chương trình Cho Phép Được Yêu. Ba chàng trai, ba ứng cử viên
ai sẽ được gia đình cho phép được ở lại. Xin mời ba chàng trai quay trở lại sân khấu. Gian vẫn còn khá là mờ ảo, chúng ta chỉ thấy được vóc dáng của cả ba chàng trai này mà thôi. Và quyết định cuối cùng sẽ đến từ người đại diện, đó chính là chị của Kim Ngân. Xin mời bạn nói ra lời quan trọng này. Và chàng trai, gia đình chúng tôi xin nói lời tạm biệt, đó chính là... Chàng trai đầu tiên đã phải nói lời tạm biệt một chàng trai rất trẻ. Mặt baby quá. Khánh Tân, cảm giác lúc này như thế nào ạ? Dạ, cảm giác của em hơi buồn một chút thôi. Dạ, nhưng em cũng cảm ơn gia đình đã cho em những cái kiến đóng góp để phù hợp bản thân em sau này thôi. Và trước khi nói lời tạm biệt với Khánh Tân thì xin mời gia đình gặp gỡ dung nhan thật sự của hai chàng trai còn lại. Xin mời. Ba đã lộ diện, mỗi người đều có một cái nét điển trai riêng. Và bây giờ xin mời Khánh Tân hãy đến nói lời tạm biệt với gia đình của Kim Ngân. Cảm ơn Khánh Tân và tạm biệt bạn. Một chàng trai đã ra về, chỉ còn cuộc chiến giữa hai người đàn ông còn lại mà thôi. Ai sẽ phù hợp với Kim Ngân đây? Xin mời quý vị cùng đến với vòng tiếp theo gặp gỡ. Quay trở lại với Cho Phép Được Yêu. Và ngay sau đây sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp khi mà Kim Ngân sẽ được gặp hai ứng cử viên sáng giá nhất. Đầu tiên sẽ là anh chàng Tuấn Đạt. Xin mời. Trời ơi, gì đâu mà mới gặp con ta cái lè lưỡi thế. Muốn ăn, muốn nuốt, muốn ăn tươi nuốt sống hay gì vậy? Anh tên Tuấn Đạt. Em là Ngân. Anh thấy em sao? Anh thấy em rất là dễ thương. Cảm ơn. Và gì nữa? Khi mà anh bước vô gặp em thì anh rất là ấn tượng. Kiểu như mình muốn hẹn hò với em luôn. Ôi, choáng váng quá, tấn công trang. Em á, em rất là mê trai đẹp. Em rất là mê trai đẹp. Mà em gặp anh đi vô là em muốn té xỉu rồi. Mà hai con đó vậy là em đi ra luôn. Chứ em nói chuyện với anh. Có hai loại té xỉu, một là té xỉu gì quá đẹp, một là té xỉu gì xấu quá. Em là té xỉu loại nào anh không biết. Sao anh cao vậy, anh đẹp trai vậy mà sao anh nói anh không tự tin về bản thân mình chia tay bạn gái cũ vậy? Tại vì bạn gái cũ anh rất là đẹp. Ai đẹp vậy? Hơn rất là nhiều. Ai vậy? Anh cũng không tiện chia sẻ lắm, tại vì chuyện cũ qua rồi đó nên anh mới. Anh đẹp trai mà sao tự tin tự ti vậy trời, uổng quá. Chỉ có em nói anh đẹp trai thôi đó, chứ đâu có ai mà nói anh đẹp trai đâu. Ít người nói anh đẹp trai lắm. À, trời, tại ta thấy mà tao không nói đó. Đẹp hơn MC rồi. Anh cũng không biết sao nữa mà đa phần là như vậy. Em sẽ đi trong diện tình cảm á, thì em không có chú trọng quá về cái tài chính của em. Em lãnh lương thì em thấy xài cho bản thân nên là ấy thôi, mà là lo cho mẹ và gia đình chứ em không bao giờ đụng tới tiền của người yêu hết. Rồi cái thứ hai là giống như là những lúc nhớ nhau á, rồi đi ăn đi uống này nọ thôi, dễ hẹn không được, không cần cao sang nên là không có ngại mấy người đó. Đó với anh á, khi mà em nói quan điểm của em lên cho anh nghe á, thì anh cảm thấy rằng á, ít người con gái được suy nghĩ như em lắm. Thấy em như vậy thì anh cũng rất là vui. Ngân ơi, mình hỏi ảnh á, em không xinh, dành có hợp với cái gu của anh hay không? Nhìn em gì, có đủ tiêu chuẩn của cái mà hồi nãy anh nói là bạn gái anh được chưa? Bước vô anh thấy em, anh rất là mến. Mà anh cũng nói em á, gặp em là anh muốn hẹn hò với em liền. Em không
xinh không nổi bật, nhưng do là hôm nay make up nên là anh sẽ thấy như vậy. Nhưng mà bình thường em rất là bình thường luôn, nhìn đen á. Hỏi anh thẳng luôn, bây giờ em có phải là cái gu của anh hay không? Em phải là gu của anh không? Nếu như mà anh nhìn thấy qua khỏi cái lớp make up của em á, em có thay đổi không? Anh cũng biết thì con gái thì họ không có đẹp bằng lúc mà make up. Cho nên á, đôi lúc á mình đã gọi là mình chọn bạn gái rồi á, mình cũng không quan trọng cái gì đó. Khi mình đi chơi với anh á, anh đòi hỏi bạn gái anh là em đừng make up nha. Nếu mà make up là anh cho ở nhà thiệt á, mặc đồ á là phải gọi là rất là bình thường luôn. Không được gọi là hở hen này nọ. Tại vì mình hở hen mình make up thì rất là nhiều là người đàn ông mới để ý tới bạn gái của mình, cho nên anh rất là không có thích như vậy. Nhưng khi anh nói vậy với em thì em có đồng ý với cái quan điểm của anh không? Bây giờ là em thích hở thì sao? Là em thích hở rồi sao? Hở sơ sơ thôi chứ không phải hở quá. À, thì hở sơ sơ thì được, đâu sao đâu, còn hở quá thì không nên. Anh có biết là em nhìn anh, em anh trúng được cái gọi là cái hình mẫu lý tưởng của em, anh trúng được mấy cái không? Anh trúng hết 3 cái luôn rồi đó. 3 cái em kể anh nghe thử. Hết tóc cao, không mập, vừa vừa đó. Tập rim đúng không? Có tập rim mà đúng không? Sao muốn? Đúng rồi. Cái thứ ba là cái gì của anh luôn, anh đừng có cười nữa. Em bị ngại. Em tem lại, trời ơi. Anh có muốn không vậy? Khó chứ. Đi chở ra cho em xem. Em nói giỡn đó, không có bạo gì đâu. Mà hôn vậy nhé. Điều. Anh cũng cảm thấy anh may mắn khi mà em nói về anh như vậy. Nhưng vui lắm, tại vì đó giờ đâu có ai mà khen anh tới vậy đâu. Chứ mình em thôi à. Bây giờ nếu mà em thích phẫu thuật thẩm mỹ thì anh thấy như thế nào? Để em đẹp bằng anh. Cái chiều cao của anh đó, nó cao hơn em đúng không? Thì anh đi coi gặp anh cái em không hợp. Rồi em muốn mình đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Trong tự tin em muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Em muốn đẹp để xứng đáng với anh, để không bị mất anh á. Thì anh có cho phép không? Không, anh không cho em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì một khi anh nó chọn em là coi như là anh đã rất là suy nghĩ một thứ rồi. Anh chọn một người bạn gái rất bình thường. Nếu mà phẫu thuật thẩm mỹ thì nhiều người cũng phẫu thuật thẩm mỹ chứ. Cho nên anh cũng đâu có thích mặt đâu. Bây giờ anh không cho người yêu mình phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà tại sao anh lại làm trong ngành thẩm mỹ? Anh có bị mâu thuẫn không? Hồi nãy anh nói anh làm spa hả? Đúng rồi, anh làm spa. Có liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ không? Đó gọi là cũng có liên quan. Thì anh làm trong đó mà sao không cho em phẫu thuật? Anh làm ngành đó mà. Mâu thuẫn nha. Tại vì sợ em đẹp lên rồi muốn em bỏ anh sao? Em sợ anh bỏ em thì có ha. Có gồm không? Khi mà nói đứng trước cái người mình cảm thấy là mình rất thích thì mình rất là rung. Xạo hay thích. Xạo chớ mắt luôn á. Em cảm nhận cái rung nó của anh được không? Thực tế đi. Giờ cho cảm nhận đi. Nè, cho cảm nhận ở tay. Thực tế đi, nắm luôn. Không, em ngại quá. Ok, để em thử. Để qua đây. Nắm là cũng mấy lựa thế. Thôi, em thấy nào ấm mà, có gương đâu, xạo phải không? Tay kia. Tay này có chừng bóp đá rồi đó, còn tay kia có bóp đá không? Không, tay này không có bóp đá. À, thử đi. Hồi nãy vừa lạnh. Thấy chưa? Okay. Có lạnh đúng không? Em muốn cảm nhận thêm trái tim của anh đập làm sao? Thôi bây giờ, không nắm tay, nắm tay không biết. Để thay đây, cho em coi. Đừng có nhìn em vậy. Để đây. Anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Em ngại lắm nhưng mà em chỉ muốn thử thôi, chứ em không làm gì anh đâu. Nhắm mắt lại đi. Chắc chắn tim còn đập. Ủa, cái đó là trái tim mình. Được rồi. Trái mà. Quán. Em quán quá, em quên. Đồn quá. Đó là... Bị rung động quá, em cũng bị rung động chứ bộ. Em sao vậy? Ok, đập. Đập mạnh đó. Đập mạnh ha. Anh đập bao nhiêu năm mà ngực to quá vậy? Mà hơi mấy tháng rồi. Trời ơi, chăm tập quá nha, gán lên chăm tập Linh. Nói chung anh rất là kỹ về sức khỏe của anh. Cho nên mà những vấn đề gì như là hút thuốc, rượu bia rồi anh không bao giờ có. Không muốn mua rượu bia luôn hả? Không muốn mua bia. Đi ra ngoài đi, công tác thì sao? Anh chỉ nhấp môi thôi, rồi xong anh giả cớ là anh bị dị ứng hay là anh bị bệnh, xong rồi anh phải về. Anh xin về sớm.
Nhưng mà em muốn nhiều lắm á. Em biết uống bia đó. Thì em mới uống bia thì anh không muốn anh trả em về. Nói chung là một trong chúng mình mà đi chơi với nhau hay là đi gặp gia đình hay gì á thì một người chỉ nên uống thôi. Mình em uống à? Đúng rồi, mình em uống thôi. Tại em biết uống mà, còn anh có biết uống đâu. Cho nên anh phải trả em về. Thôi anh là bà, anh có muốn nghe nhịp tim của em không? Anh không biết là hồi nãy giờ nói chuyện em run lắm không? Nãy cái anh đụng em là em thấy em bị run á. Anh nãy em còn đụng anh nữa là em, cái tim em muốn lọt ra ngoài rồi đó. Giờ muốn cảm nhận không? Cảm nhận nữa hả? Anh cảm nhận em, hồi nãy em cảm nhận anh rồi. Hồi xưa anh cũng học về gọi là đông y chút xíu, cho nên anh cũng biết về một cảm nhận chỗ khác nhưng mà không cần nghe chỗ chứ nào thì... tay được rồi. Anh biết bắt mạch mà. Dạ, nè, mạch quá nè. Tay anh lạnh quá hả? Đập nhanh thiệt. Sao lại biết đập nhanh? Nè, em phải lấy tay này nè. Em nói là em bị rung chứ em đâu có nói tim em đập nhanh đâu. Thì rung tim mới đập nhanh chứ. Nói ảnh là bây giờ có cho hôn cái không? Em nói kìa. Gia đình tự nhiên muốn em hôn anh. Mấy lần đầu tiên mà mình như vậy thì cũng hơi ngại. Và như vậy là cuộc hẹn hò, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thôi mà chúng ta cảm nhận được nét dễ thương của cặp đôi này. Thì không biết là bà Đặng thấy sao? Tướng tá thì ok rồi, nhưng mà có cái là tính tình thì còn hơi nhút nhát xíu. Dễ, sau đó này con gái mình dễ leo đầu ngồi. Vậy là không muốn ra đàn ông. Dạ. Sau cái dòng hẹn hò này em thấy anh Đạt rất là tinh tế. Ngay cả cái việc mà cảm nhận nhịp tim thôi thì anh ấy luôn giữ khoảng cách với lại người. Chứ không phải là mới vô thì có thể sổ sàng như vậy được. Em thấy là qua cái bài này thì Ngân có vẻ như là rất là ưng về cái anh này rồi. Tuy nhiên thì chính vì cái nhiều cái cảm xúc của Ngân quá, đôi khi nó làm cho anh chưa thể hiện được nhiều hơn những cái mẹ mong đợi ở cái vòng này. Và ngay sau đây chúng ta hãy theo dõi cuộc hẹn hò tiếp theo giữa Kim Ngân và anh chàng lớn tuổi hơn là Bảo Quốc. Xin mời. Hello. Chào em, anh là Quốc. Ok, em là Ngân. Bạn với em nãy ngồi trong lúc chờ quay thì có làm. Anh không có kiếm được cái giấy nào nó cái đẹp gì vậy? Hoa. Em có thích hoa không? Ok, em thích hoa lily trắng. Vô tình thôi. Ok. Nó giống nè. Thì đó, hoa ly. Ủa mà sao tự nhiên anh sắp hoa ly cho em vậy? Không phải là hoa khác. Thì hoa khác biết làm. Ok, do là chắc là định mệnh đó. Ok. Giống nhau. Anh là đạo diễn hả? À dạ. Thì anh học đạo diễn ra nhưng mà thật ra là còn khá là nhiều nghề khác. Hỏi anh coi là em muốn làm diễn viên á thì anh thấy em làm sao? Thấy em hợp làm diễn viên đóng nhiều phim lắm phim cho anh không? Thật ra là giờ anh, sản phẩm của anh chưa có nhiều cho nên là anh không có dám gọi là sao ta, nhận xét về diễn viên. Anh là đạo diễn thì anh phải có cái góc nhìn riêng của mình chứ. Thì anh là đạo diễn thì anh nhìn em, anh đánh giá em thử. Thì anh nghĩ là chắc là sẽ một cái phim gì đó về biển hả? Biển thì sao tự nhiên hợp với biển? Da em hợp với biển quá hả? Ừ, có thể nói vậy. Biển nè, cá tính nè, hoặc là một cái cô gái quê nhưng mà nó không quê. Quá quê luôn á. Không quê nhưng mà nó không quê, tức là cái nhân vật á. Okay. Cái nhân vật nó sẽ dạng như là ví dụ như có thể bối cảnh với quê nhưng mà cô này sẽ rất là nổi loạn hoặc là sẽ rất là cá tính, nghĩ vậy. Em thì cá tính lắm. Ví dụ, cá tính ví dụ. Vậy là ý anh là hôm nay là em mặc quê đúng không? Ok, hồi nãy anh nói cái dạng như em vô cái vai quê mà không quê là anh chơi quê hả? Không, tức là cái bối cảnh từ làng chài chẳng hạn hoặc là như vậy. À, giống như là cô gái hàng làng chài đó, có một lòng lụng cực khổ. Không, anh tưởng tượng là thí dụ như tàu cá về đi, cái cô này sẽ ra bảo kê cả nguyên một cái xóm chài hay tàu cá chẳng hạn, anh nói ví dụ như à, bảo kê hả? Giống như là một cái vai dữ dằn. Em đâu có giữ đâu. Giờ cộng luôn đi, giờ mặt em vừa quê vừa lam lũ vừa dữ dằn luôn, hỏi luôn. Nhưng mà em vừa quê vừa lam lũ vừa dữ dằn, cộng hết lại vô được không? Không, anh thấy không phải là quê. Nhưng mà không phải là quê mà nhìn mặt em nó làm sao ta? Không phải, do make up nên nó vậy á. Chứ bình thường da trắng hơn. Bình thường cũng đâu có trắng, em đen nè, nhìn thấy không? Vậy nãy em nói đúng rồi mà, có gì đâu sai. Nhìn em khổ quá, cuộc đời em khổ, chưa đủ khổ. Đâu khổ gì nghe, khổ gì nghe, nói nghe chơi. Khổ lắm anh ơi. Sao em biết cái da đó khổ? Thì anh nói là trong một cái làng chài. Ừ. Một làng chài là em thấy chài là khổ rồi đó.
chỉ vì gian nắng thôi, chứ còn nhiều khi cuộc sống ta rất là vui. Giờ ý là giờ em đen đúng không? Anh cho em đen nên anh mới cho em vô giai đó đúng không? Không, anh cảm giác được như vậy. Như nãy em nói là không phải là cảm giác cái vai nào, cái vai đó. Bây giờ em thích những cái vai mà tiểu thư sang chảnh rồi sao? Sao không phải là vô cái vai mà tiểu thư hay là con nhà giàu sang chảnh, mà vô cái vai lam lũ cực khổ vậy? Tại vì cái style tưởng tượng của anh nó sẽ là hơi bụi đời chút, nó hơi ngoài đời chút vậy thôi. Có một phim mà dễ nhiều quá. Bình thường em thích làm gì? Làm gì là sao? Tức là bình thường thí dụ em vui thì em sẽ làm gì? Anh thích đi du lịch. Du lịch. Anh cũng vậy. Lúc mà em buồn mà em bị stress nhất á thì em muốn nghe tiếng gió biển. Tức là em thích đi biển. Hay quá, vô làng chài là đúng rồi. Không thích tắm. Thì ai muốn tắm biết, đâu. Không biết bơi. Bối cảnh đó đâu nhất thiết em phải xuống biển. Đi dạo ngoài biển thì sẽ cảm thấy tâm hồn thoải mái hơn. Núi thì sao? Vậy giờ hỏi coi là anh biết bơi không? Lỡ như em giờ em biết bơi là sao? Anh cứu em được không? Bây giờ em đi dạo ngoài biển, em không biết bơi nữa. Anh có biết bơi không? Không luôn. Rồi lại em bị gì rồi sao? Thì tốt nhất đừng xuống biển. Thôi nhưng mà em thích rồi. Ý là đừng xuống biển, hiểu không? Có nghĩa là ok, mình có thể đi dạo biển, mình có thể cách xa biển ở mức độ sâu một chút, mình cách xa cái chỗ đó ra thì chắc chắn là sao không có vấn đề. Đang đi giờ suy nghĩ về đi, không để ý đi ra biển sao? Không thể nào mà có chuyện mà không để ý mà đi ra biển. Quá hả? Thì cứ ngồi trên bãi cát đi. Sao anh bắt buộc em vậy? Không mà em cũng thích vậy mà, em đâu thích bơi đúng không? Em cũng đâu thích bơi đúng không? Em thích bơi trong hồ bơi, nơi mà em đứng được, chứ em không có thể đứng nước được. Anh cũng vậy. Hỏi ảnh là bây giờ nếu anh làm diễn viên, em đóng cái phim của anh ấy có nhiều cảnh nóng, anh có cho em đóng không? Ví dụ anh làm đạo diễn phim mà nếu như mà giờ này em đi đóng phim rồi có những cái cảnh nóng, anh có cho em đóng không? Ok, bình thường, tại vì chắc chắn là sẽ có thủ pháp hết. Ok. Thế nên là anh thấy bình thường. Ủa cái đóng phim đi. Hỏi về cuộc sống đi nha. Anh hỏi chứ đi, đâu hỏi gì. Thì nãy anh hỏi sẽ thích rồi đó. Rồi em sẽ thích rồi, em đó anh đi biển. Đi biển, rồi đó, anh. Núi thì sao đó? Đang núi thì gì? Em mới vừa đi Đà Nẵng về. Thì thấy thích hay không? Núi thì em không có thích nắng, em đứng nắng rất là dở. Hay quá, nắng một hồi, tức là em không đứng nước được và cũng không đứng nắng được. Không đứng được đâu hết trơn anh. Như vậy là cuộc hẹn hò thứ hai cũng đã kết thúc. Nhà mình có thấy có gì, có khoảng cách gì không ạ? Quốc thì cũng có, nói chung là mạnh mẽ, có tính quyết đoán. Nói chung là cô thì trước sau gì cô cũng... chọn Quốc. Con vậy luôn á, cô nói thẳng định đi luôn. Còn Dương thì thấy sao à? Quốc rất là thân thiện và hài hước, nhưng mà hơi có khoảng cách với Bên Ngừng. Nó giống như là hai người bạn trò chuyện với nhau, chứ không có còn thân thiết như là hai người đang hẹn hò. Cộng thêm điểm là anh rất là tinh tế khi mà anh biết sử dụng những cái tài lẻ của đạo mình cụ. Dạ, và những cái thói quen rất lành mạnh của anh để gây ấn tượng cho bạn gái trong một cái buổi gặp đầu tiên. Bạn nghe, nãy ngồi trong lúc chờ quay thì có làm những cái cách mà anh ấy trả lời những câu hỏi mà gia đình cũng như là Ngân đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó rất là thực tế. Xin đón chào quý vị đang đến với khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đang rất mong chờ, ứng cử viên nào sẽ được gia đình của Kim Ngân cho phép được yêu. Và bây giờ xin chào đón sự quay trở lại của Kim Ngân. Thấy sao với sự đồng hành của gia đình mình ngày hôm nay? Em thấy là bị rung quá anh. Giống như là sắp có bồ nữa. Bây giờ chị ruột của Kim Ngân nè, hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Xin mời Dương. Chàng trai mà gia đình chúng tôi cho phép được yêu là... sau rất nhiều phần đấu tranh tư tưởng thì tất cả các thành viên đã thống nhất một ý kiến: Kim Ngân sẽ phù hợp với Tuấn Đạt. Và tôi thấy là Kim Ngân ý da giống như là bắt được vàng vậy đó. Tim em muốn lọt ra ngoài là anh thấy nữa đâu. Có nghĩa là đúng đối tượng mình đã lựa chọn trong tim sẵn rồi hay sao ạ? Dạ đúng. Chúc mừng bạn.
Và không biết là cảm xúc của Đạt như thế nào ạ? Dạ, cảm xúc của em rất là vui ạ. Khi được gia đình của bạn gái chọn. Và Kim Ngân đúng với cái gu bạn gái bạn đang tìm luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nào, xin mời Tuấn Đạt hãy đến để nắm lấy tay của Kim Ngân đi nào. Cái nắm tay này đã cảm thấy vững vàng và vững tin hơn rất nhiều đúng không ạ? Chúc hai bạn sẽ có nhiều cơ hội để tìm thấy những hạnh phúc trong tương lai. Chúc cho gia đình của chúng ta, đặc biệt là Kim Ngân và Tuấn Đạt sẽ luôn giữ mãi nụ cười này, luôn đoàn kết, luôn gắn bó, luôn hòa thuận với nhau để có thể tin tưởng nhau trên cả chặng đường đời và đường tình. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay Cho Phép Được Yêu đã kết thúc. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sam Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ba trị chứng thận hư thận yếu. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 21:30 tối thứ năm tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.